Hello mọi người, trở lại cho kênh của mình nha. Mình là Quang Linh đây. Hôm nay mình sẽ đi chài cá đói mọi người. Mọi người nhìn cái này, cá đói rất là nhiều nè mọi người thấy không? Bữa nay nó tập trung lên đây, chút xíu nó chạy mọi người xem nha. Quá trời luôn mọi người. Quá trời cái cá đói nổi dưới này mọi người thấy không? Bèo đầu ở chân nè. Đó. Bữa nay trời đang mưa lâm râm mọi người. Không biết lý do gì nó gom lại chỗ này nè. Rồi có tôm nữa. Đó, tôm nữa nè mọi người thấy không? Đây nè. Đó, sẽ chài cho mọi người xem nha. Mà dính nhiều lắm mọi người. Quá thì cá. Rồi chờ ông anh bên chài xuống đó mọi người. Đó, nổi quá trời luôn mọi người thấy không? Sẵn không? Nó chạy hết rồi. Ôi, nhóc như mày. Nó chạy hay lắm. Hạ thấp xuống, hạ thấp xuống. Từ từ thôi, từ từ thôi. Ủa? Cá phi, cá đói, cá sặc nữa mọi người. Quá trời kìa. Chạy luôn rồi. Đó. Quá trời cá đói mọi người. Không. Dài luôn, lên trên xăng kìa, gỡ luôn. Cá phi cá đối gì cũng tốt hết. Đó, quá trời luôn mọi người. Cá đối còn to to nữa không? Cá đối rồi cá phi. Sao vô nhả thì mưa. Đấy. Chài một chài méo nữa mà dính quá trời dính rồi ha. Nhiều cá đói lắm rồi. Cá đói này trong vuông tôm đó mọi người. Nó mấy tôm này bị ấy hết rồi, bỏ ra trong đó nó lội nè. Nó lội rồi, bỏ ra trong rồi cậu ơi. Nó lội ào 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 đó. Chài một rồi có 2 kg rồi mọi người, hơn 2 kg á. Con to to. Ủa, cá đói chết chân à cậu ơi. Chút xíu chết rồi, gọng cũng chết à. Nước nó ngừng chảy là chết à. Cái gì? Cá đói ngừng chảy là chết à. Có nước chảy chảy nó mới sống được. Không vô nhà. Quá trời. Rồi giờ chuẩn bị chài một chài nữa mọi người. Ở đây nè, quá trời nó nổi luôn mọi người ha. Đang đang đây nè. Tôm rồi cá nữa. Đi nhẹ 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 xuống chài ngay ngay cái cụm đó đó. Chỗ đó là mảnh này. Không, cụm đây nè, chỗ đây nè. Đằng kia nhiều quá đây. Kia nhiều ha. Dạ. Ok. Vô đó. Đẹp. Ủa, lấy cái thùng ở đây mình con cậu. Qua đây nè. Dương nhả đi. Hả? Dương nhả. Kéo này mẫn đi. Nhả nhả thôi nha. Từ từ từ. Ông hạ cái chài sát xuống đất á. Từ từ. Nó chui vô trong cái túi nhiều hơn. Ừ. Từ từ gom lại, gom thùng lại.
dính cá sặc nữa kìa. Cá sặc quá trời luôn rồi. Chị vô nướng hả? Ồ, cá phi gì mà. Ồ, vô chạy cá phi rồi. Quá nhiều rồi. Trời trời. Cá phi. Trời này dính cá phi nhiều hơn cá đói mọi người. Ơi. Nãy đằng đây mới là cá đói nè, ông chạy đó ngay bài cà phê rồi. Ở đây không có mưa nè. À. Bao luôn hả? Trời là trời. Lên luôn. Để vô đây nữa rồi đó. Ê, một chạy cà phê luôn mọi người. À. Đó, lụm lụm mấy. Có mấy em cá đói à. Con cá đói quá trời bự luôn nè. Đây, cá đói to nè mọi người. Bỏ ra chưa? Cà phê cũng nhiều à. Bỏ nó luôn đi. Chết hết rồi. Xíu mày. Đây, cà phê không có trứng nha mọi người. À, ngậm bụng trứng à. Quá nhiều. Cá nhỏ chạy giờ lớn chạy dính lên rồi. Đi vài tấn bán. Tấn bán. Không. Mai, lúc vô ngồi nước biển chị với con đạm đi. Chạy nhiều vậy ăn rồi cũng chết được không? Đồ chuyện cái đó em bỏ vô đó hết đi coi. Nó lội hết rồi. Nó lội hết rồi, cũng chết hết rồi. Kì vậy? Nó lội đầy chứ. Nó bị đỏ rồi. Đỏ rồi, vậy đó hả? Dạ. Con chết cho nó đỏ. Phải không thiệt á. Đừng qua mặt mà. Không chơi thiệt. Trên giang hồ hả? Chơi chơi là chơi thiệt. Không phải uống đơn giản đâu. Chú chơi mình chơi gung rồi chơi làm vậy? Dạ chơi gung không chơi phải không Dự? Chơi không có gung. Quá trời cá không nhìn không? Hôm mới hai chai mà nhóc hết trơn nè. Đó. Mẹ mình bẻ đâu vừa bệnh luôn rồi. Chơi dạ gung như vậy. Phải nó vô là lóc ma lóc nè. Đúng rồi thì giấu thì giấu. Ngu bự rồi. Chạy. Lóc lóc hút hút rồi. Không chạy. Rồi tiếp tục con chai thứ ba nữa mọi người. Đó. Ông ngồi 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 xuống kéo luôn đi cho nó vô mấy tôm. Nhẹ thôi. Đây có nhỏ xíu mà nó lặn nó cũng có một vòng đây thôi. Rồi. Cho cà phê nữa. Rồi vô một chai cà phê nữa mọi người. Đó. Có cái đói nữa. Quay cái đói. Đói luôn. Nhỏ con gà này chưa? Út. Bắt mấy gà. Mấy ơi. Mấy à. Chặt lưới ra đó. Cá đấu được ra bên kia. Ừ, rồi. Mấy cậu vậy đó má Mạnh. Đâu. Tao cũng biết đâu. Mẹ. Bỏ qua số qua đây. Dự dựng ba có bữa nào mua hai ba chai nước biển trắng trắng đi con vô vô khỏe con nha. Rồi. Dạ. Ok dựng con trả tiền ngoài.
Ừ, bữa nào không nhậu dạ, dạ, mới dạ. Nói chuyện được nha. Dạ dạ dạ. Ok. Đánh con thiệt có chút. Ra là chạy thiệt không có chuyện. Nhậu là chạy thua à. Này dạ. Ông chạy á, khu này đâu mà chỉ ở đây đâu mà chạy tới lương, chạy hoài có hoài đó. Nhóc tại vì hôm qua nó đứt cái ống nè. Nó sao ống bơm nước vô đứt cái ống chảy nước ra đó. Có ba bàn. Làm gần tới chiều mới rồi. Nước chảy ra cụ cụ mà để vô lắp ống lại lắp được. Ra đạp nổ ra. Rồi giờ chạy cái bay dưới đây mình mới. Vô trong bập bè hết trơn. Trông hay quá. Dặn thằng kia nhích nước rồi mọi thấy không? Đây nè. Đó. Nhiều dữ lắm luôn mọi người. Quất đi, quất đi. Quất đi, quất lại đi, mày dài mà. Trời ơi, méo vậy. Bự bự chút nữa là ngon rồi. Chạy hơi méo mọi người. Đâu, cái ba ba cái nè. Ngay bay mà làm gì không dính được. Còn nó còn gom nắng. Ủa, nó có đói không anh Cá Phi? Ít mà. Nhoi nhoi. Nhoi là dính ít mà. Quá trời đi nó quá ta. Được.